Rồi, xin chào các bạn nha. Thì video hôm nay thì mình với cô Mel sẽ đi tới vườn hoa hướng dương ở Quảng Ngãi nha. Thì tới bán đồ là sẽ tìm đến bến xe Quảng Ngãi nha các bạn. Rồi mình rẽ vào, mình cũng chưa biết đường. Phía trước là bến xa nha các bạn, bây giờ sẽ rẽ vào thử và kiếm thử. Đây là đường Trần Khánh Dư, ra bên phải là bến xe. Đó, thay đất đường rồi phải không? Ở đằng này chứ đâu. Ở này chắc mới có camera đâu vậy. Ba người với máy. Đường nào đi cũng được nè. Không, đường nào đi cũng được. Đường nào đi cũng được. Đường bán đồ nó bị cái chỗ này. Nó đi cùng. Đi qua hướng nào là đi được. Đó các bạn thấy không, đây là khu đô thị Phú Mỹ nè. Mình tưởng đâu nhà nhiều nhưng mà cũng chưa sai. Đó các bạn thấy một cái đường rẽ vào rẽ phải xong rồi rẽ trái vô bến xe, xong rồi chào một đoạn rồi mình rẽ phải. Nói chung là mình tìm cái bản đồ á, mình gõ là khu đô thị Phú Mỹ luôn, rồi mình cứ chạy tới định vị rồi xong rồi mình hỏi người ta. Bỏ một đường, bỏ ngã tư đây là tới đâu đoạn này, đây là khu đô thị Phú Mỹ nè. Còn cái đồi Hoa Hướng Dương là phải đi hỏa thôi, chứ còn bản đồ nó chỉ không đúng. Đó, nó chỉ trong này nè. Chút thương nhớ trong mỗi giống như xây chung cư đó. Như vậy là mình đã tới nha các bạn. Nói chung mình tới bến xe chờ thẳng vô, còn cái tiệm khu thì Phú Mỹ là chờ thẳng vô là hỏi người ta chỉ cho. Đó, ta đi rất đông luôn. Bây giờ mình đưa máy cho người qua nha. Rồi. Chuyển giao công nghệ. Chuyển giao công nghệ nha. Đây xa xa thì có nhà xe. Ôi, hôm nay khách đi đông chứ. Hôm nay là cuối tuần mấy bạn, hôm nay là thứ bảy nên là khách đi rất là đông. À, bây giờ mình sẽ vào đi xe nha. Nào đi mũ ơi. Sáng đâu nghĩ là nắng như vậy đâu. Mà sao giờ này nó nắng như này trời. Mà sao nắng đỡ hơn mưa, nó nắng cho thình hơn á. Rồi, đây là cái bãi dưới xe nha. Giống như bãi đất trống thôi. Cái này là bãi đất trống ở thành phố thôi. Người ta là
ra đi. Hôm nay xe người ta đi rất là đông nè mấy bạn.